đổi chỗ ngồi trên giường hả? Đổi luôn. Đổi luôn. Ok, học buổi sáng có thích không? Dạ có. Nhưng học buổi tối thì không. Nhưng mà tối nay con không còn học buổi tối nữa. Ừ. Xem phim. Ừ, ok. Rồi, are you good today? Are you good today? Yeah. Con đang đánh đàn ấy. Are you good today? Answer me. Nào, nghiêm túc nha, Hàn Hoa nha. Ngồi nghiêm túc nha. Nghiêm túc mới dạy được nha. Nào, let's play. Let's play game. Yep, ok. What's game? What's game? Duck. Animal battery. Okay, you get 10, nhá. Then I tell what's going on. You tell me you get 10 over 10, alright? Start nha. You go 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 oh oh. Chu 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 chu. Start. Start. No. Ah, okay, it's here. Cái gì đây? Cô. Number one, there, can you see? No. The most popular musical interest in the world is the guitar. The guitar? Sure. Ooh, correct. Let's see number two. Musicals can read a what? Musical. No. Musicals. Musical notes. Hey. Sure. Hey. It's you. It's correct. Musical interest. Why do my sound see? Sure. Sure. Yeah. Okay. Very good job. Của cô ấy. Ai ấy cô? Cháu của cô. The words of a song are called the A or B. B. No. Ai. Ai. Okay. Những cái từ á, cho những cái từ của một bài hát thì được gọi là lời, đúng không? Mình học âm môn âm nhạc chưa? Nhạc là lời đúng không? Lời nhớ chưa? Okay. Ủa, giúp câu này thôi nha. Câu này. Classical. Please simple for chat Rick and Rock are B type of music. Types of music. Types of music. Reggae. Reggae and Rock are B types of music. Sure, it's very good job. Chopping more than everybody are famous. 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 Oh, what? Composers. 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 And then, nhạc sĩ nha. You can listen to music on
cái gì đây ta? Quá vậy? Bên rồi, trời ơi, oh, forgot. A B or C. A B B B B C C C C. Cái nào bỏ wrong? A nào B or C. OCD player. Sure. Yeah, oh my goodness. Tám rồi, sắp rơi luôn. Our teacher is a disc jockey. Very good job. Nine. Because as singers, my music is a recording studio. Tell me C. C, a recording studio. Oh my god, you're going to get 10 over 10. Oh my god, oh my god. Black and white keys idea. Oh, nếu mà được 10 trên 10 điểm nghe nhạc hay hơn nhỉ. Ok, rồi we stop nha. Very good job. So I give you. À, còn cho là thắng rồi. Trời ơi, con có học lại không đấy mà lại được 10 đấy. I give you 20 points. Ooh. Yeah. Okay. And we let mà chơi được. Hôm nay là chơi được có 10 trên 10 điểm. Ui, yep. Liệu thứ 7 có học được 10 trên 10 không? Bữa sau có học được 10 trên 10 không? Bữa sau không đâu. Bữa sau chỉ chơi trò chơi khác thôi. Được 10 rồi không chơi nữa. Ok, now tell me A, B, C or D. Tell me. Does he have the JoJo? Does he has? Does she has JoJo? Yes, he does. Yeah, does. Does she has a sheep? Yes, he does. Yes, he does. See. He does. Does she has a plan. Plan. Very good job. He does. He does. Does she has a... Does she has a... Kite? Yes, he does. Okay, so 10 and 20. I give you 20 points. 20 points. 45. Oh, where is it? Oh. I give you 20 points. Where is the chat? Oh. 20 points. Where's the chat? I didn't close it. Yeah. 45! 20. 20 and 20 is 4? 20 and 20 is 40. It's 40. So now we order the sentences. You tell me I? Robot. I again. Wait. Robot. I have a robot. Robots. Okay. Robot. 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 Two. Does she has a door? Has a dog. Has a dog. She has a dog. Yes or no? He has a teddy bear. Teddy bear, Okay. Oh, daddy bear.
Number four. Number four. Do you have a rose? Huh? Do you have a dog? Rose. Do you have a rose? Okay, are you sure? Do you want to check? Yeah. Are you sure? I'm telling you, do you want driving? Let's check. I have a robot. Does she have a dog? He has a teddy bear. And do you have a rose? Yay! Oh my god! Cái gì đấy? Sao chân cho hết lên màn hình cái này? Xấu quá. Đây đây mà. Bối. Lấy chân xuống nha. Okay, I give you 20 more. 20 more. 40 and 20. 40 and 20. 40 and 20 is? Again? 60. 60. 60. Oh, very good job. Itchy? Ngứa hả? Itchy? Frustration. Now say again. Red. Again. Hot. Red. Plate. Plate. Okay, one more time. Say. Red. Red. Plate. Plan. Plan. Plate. Very good. What is plan? What is plan? And what is plate? It's my bike. It's there. It's đĩa. Ooh, nhớ hỏi thế. Cái đĩa. Nên kế hoạch cho đĩa. I have a plan. She has a plate. She has a plate. Again, tell me again. I have a plan. She has a plate. Okay. Shoes. Shock. Shoes. 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 Shock. Sheep. Hmm. You see. You say shoes. And then now, shoes. 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 Shock. 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 Ship. Ship. Good. All right. What is shoes? What is shock? And what is ship? Tôi là ít cá và ít giày. Again? Ít đôi giày. Ít. Đôi giày ít con ít cá mập ít tàu thuyền. Ship là tàu to, tàu to, không phải thuyền, tàu to, tàu. Do you have any shoes? This is a shark. Do you have a ship? Do you have any shoes? This is a shark. Mm-hmm. Do you have a ship? Okay. Do you have any shoe? This is a shark. What is? Do you have a ship? Tell me. Is có đôi giày nào? Bạn. Có đôi giày nào không? Bạn có đôi giày nào không? Bạn. Is bạn có đôi giày nào không? Đây là. Is đây là con. Cá mập. Bạn có tàu thuyền không? Bạn có một con tàu to. Is bạn có một tàu không? Bạn có một con tàu không? Is bạn có một con tàu không? Okay, very good job. So I give you 20 more. 20 more. 60 and 20 is? Is. Sixty and 20 is 80. Okay, now let's listen. Are you ready? Listen and write. Okay, listen and write. 3, 2, 1, listen.
One. Linda has a chick. Two. My brother doesn't have a plane. Again, listen again. One. No. Linda has a chick. Two. My brother doesn't have a plane. Again, Linda has a? Linda has a sheep. Really? My brother doesn't? My brother doesn't have a plan. You sure? Sure. Check nha. Check nha. Okay. Go! This is the answer. Sheep and plane. Very good job. Yay. Okay, so two correct answer. You get 10 more. Ten is 90. Okay, very good job, boy. Let's see what's next. Do you have a doll? Oh, this is a song. 1, 2, 3, 4. Do you have a doll? Yes, I do. Yes, I do. Do you have a car? No, I don't. No, I don't. Does he have a puzzle? Yes, he does. Yes, he does. Does he have a plane? No, he doesn't. No, he doesn't. Does she have a robot? Yes, she does. Yes, she does. Does she have a teddy bear? No, she doesn't. No, she doesn't. Oh, can you sing? Now, 3, 2, 1, sing. No. No? Do you have a doll? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Ready? Do you have a dog? Yes, I do. Yes, I do. Do you have a car? Yes. No, I don't. No, I don't. Does she have a dog? No. Does she have a father? She does. Yes, she does. Does she have... Does he have a plan? No, he does. No, he doesn't. No. Does he have a robot? Yes, he does. Yes, he does. Does he have a teddy bear? No, she does. No, she does. Finish. No, she does. Doesn't. Doesn't. Never had. Finished. Finished? No, he doesn't. No, she doesn't. Now again. Let me say it. 1, 2, 3, go. Do you have a dog? Do you have a dog? Yes, I do. Yes, I do. Do you have a car? Yes. No, I don't. No, I don't. Does she have a father? Yes, she does. Yes, she does. Does she have a friend? No, he doesn't. No, he doesn't. Does she have a robot? Yes, she does. Yes, she does. Does she have a teddy bear? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay. Huh? All right. So how many points do you want? 10 or 20? 10 or 20. 20! Yes, of course. 20 is bigger. 20 is bigger. 90 and 20 is? 90 and 20 is 110. 110. Very good job. Sắp 200 rồi. Sắp 200 rồi. Low, low.
Read and public. Read and public. Look, you read and public. My brother has some some một vài. Anh trai của tớ có vài cái gì ta? Some sheep. Sheep? No. Có một vài cơ mà, cái này chỉ là một thôi. Một con tàu màu xanh. Những đồ. Hai, một quả cam. Một quả cam. Green. Some green. Có vài cái gì xanh? Là cái con tàu. No, again. My brother has some. Some là con phải cộng với cái gì đấy, nó dạng số nhiều. Ở đây cái gì số nhiều? Toys. Uh-huh, has some. Toys. Okay. He has three robots. They are robots. They are two robots. They are two. Black and red. No. They are black, red, and red. Normally, he has three robots. One, two, and three. Bây giờ người ta nói là chúng có màu đen này, màu đỏ và màu and màu đỏ. Màu đỏ có rồi mà, màu đỏ có đen rồi mà. Màu đỏ và màu đen rồi còn màu gì nữa? Nhìn đây nào, nhìn vào hình nào. Màu gì ta? Màu gì? Màu green hay là màu orange? Orange. Rồi, orange. Okay, orange. He has a He has how many cars? How many? Two cars. Okay, he has two cars. They are two. Blue and brown. He has a. What else? Có cái gì nữa? Robots, cars, and a ship. Ship. Yes, a ship. Is what color is it? Is what color? Green. Green. Are you sure? Is this green or blue? Green. It's green. Green. Blue. It's green or blue? Trời. Cái gì vậy ta? Orange, two, sheep, green. Are you sure? Chắc chắn chưa? Yeah. Yes. Yes. Do you want to check? Yes, check, hi, chơi. Check, 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 check. Number one. Oh my god. Toys and toys, correct. Orange and orange, correct. Two and two, correct. Sheep and sheep, correct. And green. Okay, green. So okay. How many correct answers? How many? 20. How many correct answers? How many correct answers? 1, 2, 3, 4, and 5. 5 correct answers. Okay, so you get 25 more. 25 more.
25 more. 35. Yeah, 135. Very good job. Now, can you read again, my brother? My brother has some toys. He has three robots. They are orange, black, and red. He has two cars. They are blue and brown. He has a ship. It is green. Can you translate? Anh chơi đồ. Anh chơi của đồ. Có. Anh chơi của đồ có. Dầu trò chơi. Tại sao? Anh trai của tớ có vài món đồ chơi. Anh trai của tớ có vài món đồ chơi. Anh ấy có mấy anh có con ba con robot. Có màu chúng màu. Chúng màu cam, màu đen và màu đỏ. Anh ấy có hai chiếc xe hơi. Hai chiếc xe. Ok. Chúng màu. Chúng màu xanh và màu nâu. Anh ấy có một con tàu. Nó màu xanh chút màu xanh. Xanh gì? Màu xanh lá cây. Xanh lá cây, ok, very good job. Dịch chuẩn cho nên 10 points more. 135 plus 10 is? Nữ. 140. 145. Okay, very good job. Let's go to the next. Write about you. You? About you, about David. Do you have any toys? No? Yes. Hi. Yes, I do. Have. Oh, sorry. Yes, I do. I have a car. Car. A car. Car red. Car red. What? I have a car red. Car red. No. Car red. No. Cái lần thứ nhất mà. Cái từ thứ nhất đó, car gì? Là I have a car red. Có cái gì con? Car red. Là cái gì? Là xe màu đỏ. Oh my god. Thế con phải nói ngược lại. Cô tưởng là từ gì? A red car. I have a red car. I have a bus. Robot? No, bus. Box? And Anna? Anna. Anna. Gì nữa? Có đồ chơi gì nữa? Suy nghĩ nào. A ball? Không.
Marble. Marble. A marble, okay. Ma. Good. Do you have, does your friend have any toys? Ah, bạn của con, your friend. Does your friend have any toys? No, I don't. Your friends. Bạn của con là nam hay nữ nè? Có, phải nói có. Yes. I do. He? Không, your friends cơ mà. Bạn của con mà làm sao mà con được? Mà yes, I do. Yes, he? He does. Yes, he does. No, he doesn't. No, no, no. Có chứ con. Có, để con kể dưới này chứ. Con giả vờ là bạn ấy có cái gì đi. He has a... Giả vờ là bạn ấy có cái gì đi. Jojo, Jojo. Okay, he has a Jojo. He has a... What else? A kite? Okay. Okay. No. Ball. Ball. Ring. A green ball. Okay. And a. Ball. Ball. Poker. Ball. Poker. Poker. Poster. Poster. No. Poker. 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 No. Poker. Car. Poker. Poker? Poker box. Poker box. Box? Box. Okay. Sure? Yes. Alright, now tell me. Okay, now bây giờ con sẽ nói nha. Cô hỏi con này. Con trả lời nha. I ask and you answer. Do you have any toys? Yes, I do. I have a... Right, a box and a rubber. Very good. Does your friend have any toys? Yes, he does. He has a yo-yo, a rubber, and a poker box. Very good job. So, let's see, how many points do you get? Yes. You get 15. 15? Hmm? 145 45 45 này 145 cộng với 15 15 cộng 15 ư? Cộng 15 là 100 mấy nhỉ? À, 145 này. 145 cộng với 15. Vậy thì bỏ hai cái 5 cộng với nhau đúng không? 45 cộng 5 là 5. Bằng 160. Ok, 160. Yeah! Very good job. Me and my family. Me and my family, let's start. Let's start. Wait and complete. This is my house. It is big. There is a living room, a kitchen, three. Là cộng với số nhiều đúng không? There is a living room, a kitchen, three pillows. Làm gì có pillows ở đấy? Small, they house and bathroom. Nào bây giờ con nói là three house được không? Three house. Cái gì? Không. Three bathroom. Đúng không? Correct?
Có hai, có một thôi mà. Now three bedrooms, okay? Bedroom. No. Okay, đây số nhiều đây đây, bedrooms. Three là số mấy? Three bedrooms. Okay. Nhưng mà four bedroom. Four bedroom. Four. Đây đang đọc bài này quá. Nó cho được. Đây là đăng bài này mà không phải là nhà con đâu. There is a inside. Bên trong. Bên trong mỗi phòng ngủ thì có cái gì ta? Bên trong đấy. Ngủ có cái gì à? Không, con nhìn ở đây con điền ở trên này xuống chứ. Trên này không có computer. Trên này mà. Yeah. Làm gì có computer đâu. Ôi trời ơi. Trên này có cái gì? Nào bây giờ trong mỗi cái phòng ngủ có một ngôi nhà được không? Không. Có một phòng tắm được không? Được không? There is a Bathroom. Okay. Rồi, this is my bedroom. Đây là phòng ngủ của tớ. This is my bedroom is bathroom dùng rồi, bathroom dùng rồi. Bây giờ còn there, house, they, small. Nó làm sao nhỉ? House dùng rồi. House, house. House dùng rồi. Vậy thì còn they, small và there. It is small. It's small. Small dùng rồi. There is a bed. A desk, a chair, and a bookcase. There is a big poster on the wall. Okay, and I have three balls. Oh, I have three balls. They are under the bed. Are you sure? They are? Yeah. Another bed. Woo. Okay, do you want to check now? Yes. Three, two, one. Go! Okay, house, bathrooms. Bathroom, small, there, and they. Yay! Oh my God. Hi, tưởng thua. How many correct answers? How many? One, two, three, four, and? Four and five. Okay, so we got 25 more. 25 more. One, two, and? 85. 85, lần này tính nhanh đấy, oh my god. Now, let's see what's next. Okay, read and match. How old is your father? He's 37. Mm-hmm. Do you have any toy? Yes. Yes, I do. Hey. Okay. Who's that? Who's that? D is my sister. Very good job. Four. Is there a balcony in your classroom? Yes, there is B. B. Are you sure? Sure. Are you sure? Yeah!
1, 2, 3, 4. Yes. Let's go. O, C, C, A. No! Oh no! Tại sao lại là đáp án sai? Đáp án bị sai rồi của con. Đó là đúng rồi nha. Của con mới chọn đúng á. Ai giờ linh tinh đấy nhỉ? Rồi, ok. You got 4. Nhưng mà... Points. Sao bây giờ người ta cho đáp án là giỏi thế nhỉ? Phải, mình làm đúng rồi. Sao bây giờ lại cho giỏi thế nhỉ? Nó chạy sai con ạ, nó chạy sai. Nó chạy không tin, người cho đáp án sai đó. Giỏi lắm. Ừ, giỏi nhỉ. Nó chạy sai đây này, tại vì nó chạy sai nó bị thế. Ok, now I give you 20 more. 20 more. Two, one, three. M? 205. Oh my goodness. Hôm nay được 200 điểm rồi. Oh my god. Oh my god. Are you happy? I'm happy. Yes. Okay. Now, answer. Say, who are they? Who are they? They are. Which room? They are. Which room? Which room is he? Which room is he? Are there? Any? Are there any servers, tables, chairs, pictures? How many are there? Four. Are there any servers? How many are there? There are eight chairs. Mm-hmm. There is one server. There is one table. Really? One or two? No. Sao lại do? Here, one and. Cô đếm lại đi. Đếm lại ghế sofa hử? Bố thầy hai. Không, tables cơ mà. Con nói one sofa đúng rồi. One sofa là đúng rồi. One table. Two tables. And how many pictures? Two. There are two pictures. Good. Now number four. Where's the chair? Where's the chair? Pull back. Where are the posters? The chair is pull back. Where are the balls? Now the chair is next to the the chair. Where's the chair? Here. It's next to the school bag. The desk. Cái ghế ở gần cái bàn mà con. Quên rồi. Không rồi. No. Cái ghế sai. Ghế nó ở ghế ở cạnh cái bàn chứ. Ừ. Next to. Đúng chưa? Không rồi. Ok, now school bag. The school bag. There is one school bag. Oh. On the desk. The school bag is on the desk. Very correct. Books. The balls. The balls. There are books under the bed.
Very good. Where are the books? There are books on the desk. Okay, there are books on the desk. Posters. There are two posters on the wall. On the wall. Okay. Which room is it? Là cái gì ạ cô? Phòng này là phòng gì? Phòng ngủ. It's a bathroom or it's a bedroom or it's a living room or it's bedroom. Okay, you tell me it's a bedroom. It's a bedroom. Okay, now who are they? They are mother, they father, they phone. No. You don't tell me they. You just tell me they are dad, they, mom, brother, and sister. And my phone. Again, tell me. They are mom, brother, sister, and sister. Quên cái cuối cùng phải nói n à? And sister. Làm sao mà có thể trả lời đúng thế? Oh my god. Học xong rồi. Oh my god. 1, 2, 3, 4. I give you 20 more. 20 more. 20 more. 20. 100 and 225. Yeah, oh my god. Are you happy? Yes. Yes, very good job. Okay. Con phải luyện câu hỏi này nhá, không quên nhá. Nào đọc lại một lần nữa cho cô xem nào. Who? Who are they? Which room is it? Are there any sofas, tables, chairs, pictures? How many are there? Where's the chair? School bag. Where are the books? Books, posters. Oh, đọc nhanh đấy. Very good job. So, we've got goodbye, Stomp your feet. Okay, so let's say goodbye. Goodbye and see ya. Bye. See ya. Goodbye.